Cục sạc dự phòng 20.000 mAh đặt trên Lazada nhé. Và đây là cái mã vận đơn của nó nhá. Giá của nó thì gốc là 200 mấy nhá, hàng mon nhá. Nhưng mà mình ship từ Trung Quốc qua nha, nhưng mà mình đã áp mã voucher nên nó chỉ còn 155.000 thôi nha các bạn. Đây thì mình thực hiện khui nó ra nhá. Đây nó còn nguyên đai nguyên kiện luôn nhá. Đấy, còn khui nó ra trên 20.000 mAh xem nó có đúng như thực tế không nhá. Và nó có đẹp không nhá. Đây mình bóc nó ra. Cái này nó chỉ là cái túi nhựa dẻo thôi nên mình lấy tay mình quét cái là nó cũng lủng ra. Đấy. Nó cái một luôn. Đấy thì tên bắt đầu ra cái này là nó có cái tên hãng này Energy này. Đấy. Sạc dự phòng Energy. Trong này tặng có một cái dây cáp nhỏ như này và một cái cục sạc dự phòng trong lù lù đây. Đấy. Wow, khá to lắm các bạn ạ. Cục này nặng lắm. 20 max này. Energy này. Và dung lượng của nó là 20.000 mAh nhé. Và cái gì 3,7V cái gì 3,7V 74 kWh này. Rồi có dòng 5V 2.1A, 5V 2.1A max. Đấy là hai dòng ra dòng vô là có hai cổng vào này, đều là 10W này. Và hai cổng sạc ra cũng 10W luôn. Và dung lượng nó ghi là một cái là dung lượng là 20.000 mAh, nhưng mà dưới này nó có một cái dòng Recapity này là 12.500 mAh, có khả năng là cái dung lượng thực tế nó chỉ có 12.500 thôi nha, còn dung lượng quảng cáo là 20.000 hình như là vậy. Thì nói chung là sạc 20.000 nhé. Đây thì thiết kế của nó như thế này nhé, rất là ok nhé, rất là đẹp luôn. Đây à, bên này nó có một cái nút này, các bạn bật lên nó sẽ sáng cái đèn này lên này thì nó báo cái tiền phần trăm pin còn lại hay sao. Đấy, thì trên quảng cáo hình như cái số này nó hiện cái số phần trăm pin, mà ở đây nó không hiện số mà nó hiện 4 cái gạch như thế này này. Cũng được, không sao. Đấy, nói chung là ngoại hình thiết kế ngoại can khá ổn. Mình sẽ sạc thử và xài thử xem cảm nhận của nó mình ra sao, mình sẽ làm sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.